Thưa quý vị và các bạn, chương trình âm nhạc của chúng ta đêm nay diễn ra với một mục đích là gây quỹ cho các nạn nhân chất độc da cam. Và thông điệp mạnh mẽ từ chương trình này đó chính là sự kết nối, những rung động, những đồng cảm và sẻ chia từ những trái tim yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng công lý và tất cả những nhịp đập cao cả của lòng nhân ái. Và với tất cả những ý nghĩa tốt đẹp đó, thưa quý vị, ngay từ phút đầu của chương trình, cho phép chúng tôi xin gửi đến lời tri ân với tất cả những ai đã, đang và sẽ dành tình cảm và sự đóng góp của mình cho một hoạt động xã hội đầy thiết thực này. Vâng, kính thưa quý vị, và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời chúng ta cùng hướng về màn hình để theo dõi một đoạn phim ngắn sau đây. Những giai điệu trữ tình và một phong cách không thể trộn lẫn đã khiến Peter Iarrow, ca sĩ nhạc đồng quê của Mỹ nổi tiếng thế giới. Ông và nhóm tam tấu Peter, Paul và Mary trong những thập niên 60-70 đã để lại trong lòng khán giả những xúc cảm khó quên trong những ca khúc Where Have the Flower, Lemon Tree, Early Morning Rain, Light on the Candle. Bộ ba này đã giành được 5 giải Grammy với 5 album lọt vào top 10 album hay nhất và 13 ca khúc của ban nhạc lọt vào top 40 bài hát hay nhất của Mỹ. Không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật, Peter Iarrow còn nổi tiếng là một nghệ sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho các phong trào vì hòa bình và tự do trên khắp thế giới. Ông cũng là một trong những nghệ sĩ Mỹ phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam thập niên 60-70. Năm 2005, Peter Iarrow đã hai lần đến Việt Nam cùng các con. Ông đã đến những vùng đất bị giải chất độc hóa học và bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Xuất phát từ nghĩa cử đầy tính nhân văn của một ca sĩ người Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban truyền hình đối ngoại VTV4 Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Báo điện tử Dân trí và Công ty Cổ phần Mạng Việt đã đồng tổ chức để có một chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV4 và HTV9. Peter Iarrow và Trái tim Việt Nam sẽ là những câu chuyện lắng đọng đầy sự chia sẻ của những người hôm nay với nỗi đau da cam mà cuộc chiến tranh Mỹ đã gây ra cho người dân Việt Nam. Rất nhiều ca sĩ đã dành phần lớn tiền thù lao của mình để ủng hộ quỹ. Có những ca sĩ đã không nhận thù lao khi biểu diễn trong chương trình. Toàn bộ số tiền quyên góp được trong đêm nhạc Peter Iarrow và Trái tim Việt Nam sẽ được đưa vào quỹ nhân ái của báo điện tử Dân trí, để sau đó sẽ được trao tận nơi những nạn nhân chất độc da cam. Tôi nghĩ rằng là một cái chương trình như vậy sẽ có tác động rất là lớn, bởi ở chỗ cái hiệu ứng truyền thông, của vấn đề là một người nước ngoài, người trong nước có thể nhận thức một điều là tại sao một người nước ngoài lại có duyên nợ với những cái nạn nhân chất độc da cam, những người bị thiệt thòi trong nước như vậy, tại sao chúng ta thì không? Thì đấy là một cái thông điệp tôi nghĩ rất quan trọng của cả một chuyến đi như vậy. Người ta đã giúp mình như vậy thì tại sao đồng bào mình với nhau không giúp nhau? Tôi nghĩ đây là vấn đề nhân đạo rất là lớn lao và cũng là vấn đề đối ngoại. Một ca sĩ nổi tiếng ở Mỹ và cả thế giới đều biết đến đã đến đây cùng chia sẻ với tất cả các em, những người là nạn nhân chất độc da cam và hướng đến cái tình hữu nghị của hai dân tộc, thì đây là cái việc rất nên làm. Cho dù phải nói rằng là phải cố gắng, nhưng mà tôi nghĩ là việc rất nên làm và chúng tôi đã quyết định điều đó. Sẽ không thể có hòa bình nếu không có công lý, và ngược lại sẽ không thể có công lý nếu không có hòa bình. Câu nói của Peter Iarrow cho thấy một quan điểm sống của một con người trọng chính nghĩa. Như lời chia sẻ của Peter Iarrow, chúng tôi mang thông điệp về sự hiểu biết lẫn nhau, lòng yêu chuộng hòa bình tới đất nước các bạn. Chúng tôi bày tỏ lòng khâm phục con người Việt Nam và mong muốn được mở rộng tình hữu nghị, chung tay xoa dịu nỗi đau cùng những con người Việt Nam nhân hậu, giàu tình thương. Và
Vâng, kính thưa quý vị, Peter Iaro, ông năm nay đã 70 tuổi rồi và hơn 40 năm qua, hầu như ông đã dành toàn bộ tâm huyết và thời gian của mình đến với các vấn đề như là đói nghèo, tình trạng vô gia cư, những vấn đề về giáo dục hay là về quyền bình đẳng của con người với con người. Và thưa tất cả quý vị và các bạn, trong một cuộc hành trình không mệt mỏi và tràn đầy tình yêu thương con người ấy, ông đã từng đặt chân đến rất nhiều nơi trên thế giới, rất nhiều nước trên thế giới. Trong đó có hai lần đã đến với đất nước Việt Nam, cũng vì những hoạt động mang mục đích nhân đạo xã hội rất tốt đẹp. Và ngay bây giờ đây thì trong giây phút này của chương trình thì chúng tôi mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhân vật của chúng ta, Peter Iaro, xin mời. Ladies and gentlemen, now let's welcome Peter Iaro. Good to see you. Good to see you. Yeah, good to see you. Vâng. Great pleasure. Yeah, vâng. Thưa quý vị, thưa các bạn, và qua đoạn phim ngắn vừa rồi thì chúng ta hình dung ra được Peter Iaro đã trở nên như một người bạn của Việt Nam chúng ta. Và ngay bây giờ đây ông xuất hiện trên sân khấu cũng rất thân thiện và đáng yêu. Với những cái tình cảm như một người bạn thì không biết ông sẽ dành những cái lời chào hỏi nào với khán giả của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. So Peter, obviously that after the video clip, you have become a real friend of Vietnamese viewers at home and abroad. Thank you. And the way you come up to stage is in a very such a friendly and cozy way on the show stage. Yes. So now, what would you like to talk to your Vietnamese friends? I love Vietnam very much. Ôi, tôi yêu Việt Nam rất nhiều. I admire you for your warmth, for your good spirits, for the way you have welcomed me, and I am thankful to be here and made a friend and forgiven, because I'm one American who feels very, very sad about the harm that my country has done to your country. Thưa tất cả quý vị, tôi ngưỡng mộ cái sự nồng ấm của những người dân Việt Nam đã dành cho chúng tôi. Tôi ngưỡng mộ cái tinh thần rất là tốt đẹp và cao cả mà những người dân Việt Nam đã bày tỏ cho chúng tôi thấy trong quá trình tiếp xúc. Và chúng tôi đến đây rất là vui được làm những người bạn của tất cả các bạn, cũng như là đến để được xin lỗi và đã được tha thứ. Bởi vì chúng tôi là những người Mỹ cũng cảm thấy rất là buồn vì những cái điều mà đất nước chúng tôi cũng đã làm tổn thương đến nhân dân của các bạn.